Con đi con đâu rồi? Dạ con đây nè. Con đang làm gì đó? Dạ con chơi game mẹ ạ. À? Con làm homework chưa hả con? Con mới chơi chút xíu thôi mà mẹ, con làm homework xong con mới chơi mà. Ừ, làm homework xong rồi thì đọc sách đi con. Sao mẹ không đọc mà lúc nào cũng bắt con đọc sách hết vậy mẹ? Ờ hay. Con vặn lại mẹ nữa hả? Con đọc là đọc cho con chứ có phải cho mẹ đâu. Con cần đọc sách nhiều thì con mới biết được nhiều thứ thì lúc đó co trí não của con nó phát triển con sẽ thông minh hơn con à. Vậy là mẹ nói con không có thông minh hả mẹ? Con thấy con cũng thông minh cơ mà. Mẹ đâu có nói là con không thông minh, nói là sẽ thông minh hơn mà. Vậy con có biết cá không ăn muối cá ương? Con không nghe lời cha mẹ chăm đường con hư không? Cha nó đâu có ăn muối hồi nào đâu mà mẹ nói là cá không ăn muối cá ướp hả mẹ? Cá mình mua về đem ướp muối mà nó không thấm vào thịt của nó là con cá đó nó no ương. Con mà không nghe lời mẹ là trăm đường con hư. Mẹ bảo là lo học bài và đọc sách mỗi ngày thì con sẽ thông minh hơn. Còn con không nghe lời mẹ là sau này con không có sự hiểu biết. Mà không có hiểu biết nhiều thì mình làm việc gì cũng khó hơn. Con sẽ làm những việc thiếu hiểu biết như vậy là hư đó mà. Vậy chị của con đâu rồi? Chị Sara đang giặc đầu trong vest zoom à mẹ. Chị đang giặc đồ hả con? Không phải. Chị giặc đầu là what's her đó mẹ. Ồ, là chị đang gội đầu hả? Dạ đúng rồi mẹ. Chị đang gội đầu. Thấy không, mẹ nói con đi học tiếng Việt mà con không chịu học. Thì ngày nào mẹ cũng dạy con đó mà. Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo. Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền mà mẹ... <laughs>